Xin chào tất cả các anh. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người sản phẩm Amacom của nhà em. Sản phẩm này thì bao gồm rất là nhiều loại thảo dược như là cây tâm trơm, nấm linh chi, sâm rừng, hải thủy tử, đều là những loại thảo dược rất là tốt đối với sức khỏe của các anh. Sản phẩm này khi mà các anh mua về thì có thể ngâm một tuần với 10 đến 15 lít rượu là có thể sử dụng được rồi. Anh có muốn đặt hàng thì có thể nhanh tay inbox cho em, hoặc là có câu hỏi gì muốn tìm hiểu thêm có thể để lại dưới phần bình luận. Em sẽ trả lời cho mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.